Chào mừng các bạn đến với Cytron Technology. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về MakerPi Pico Mini, một bo mạch mở rộng cho Raspberry Pi Pico và Raspberry Pi Pico W. MakerPi Pico Mini sẽ giúp đơn giản hóa dự án của bạn với kích thước nhỏ gọn và tính năng phong phú. Nó có 3 phiên bản khác nhau: MakerPi Pico Mini với Pico W hàng sẵn trên bo mạch, MakerPi Pico Mini với Pico hàng sẵn trên bo mạch, và đế MakerPi Pico Mini với 40 chân kết nối để trống. Bạn có thể gắn Raspberry Pi Pico đã được hàng sẵn header để sử dụng. Để giảm kích thước bo mạch, các cổng kết nối roof đã được thay thế bằng cổng Maker. Đây là cổng kết nối JST SH4 pin. Nó tương thích với module Quick của Sparkfun và module SteamerQT của Adafruit. Sản phẩm được gửi cùng 3 dây cáp chuyển đổi từ cổng Maker sang cổng roof. Vì vậy bạn có thể yên tâm về việc kết nối. Ngoài ra, bạn cũng có thể cấp nguồn cho MakerPi Pico Mini với pin LiPo 1 cell 3.7V qua kết nối JST 2 pin. Đồng thời, bạn có thể sạc pin qua cổng USB MicroB. Như thường lệ, MakerPi Pico Mini cũng được trang bị đèn LED báo trạng thái từng chân GPIO, kèm piezo, LED RGB Neo Pixel và nút nhấn có thể lập trình. Với kích thước nhỏ gọn, khả năng kết nối Wi-Fi và tính năng di động nhờ vào việc sử dụng pin LiPo, chúng tôi tin rằng bạn có thể xây dựng rất nhiều dự án thú vị với MakerPi Pico Mini. Trong video là một dự án hiển thị thông tin thời tiết từ Open Weather Map qua kết nối Wi-Fi. Sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng trực tuyến của Cytron Việt Nam. Bạn có thể truy cập trang web cytrontech.vn để tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại!